Rồi, chào các bạn. Thì học kỳ hè này thì mình sẽ là người giảng dạy các môn quản lý sản xuất, xin lỗi, quản lý dự án cho kỹ sư cho các bạn ha. Và tên mình là Lê Phước luôn và mình đến từ khoa quản lý công nghiệp. Thì mình không biết là các bạn đến từ khoa nào, nhưng mà các sinh viên đến từ các cái khoa kỹ thuật thì thường sẽ học môn quản lý dự án cho kỹ sư. Với thì mình sẽ trình bày các cái nội dung sơ lược về môn học ngày hôm nay. Thì môn học quản lý dự án cho kỹ sư này thì mục tiêu là mình để nâng cao cái kỹ năng quản lý trong cái môi trường làm việc nhóm. Môn học này sẽ trang bị cho người học những cái kỹ năng quản lý dự án tổng quát để giúp họ giải quyết các vấn đề xảy ra trong bất cứ lĩnh vực công việc nào. Người học cũng sẽ đạt được những cái kinh nghiệm trong việc sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án để mà áp dụng vào cho cái dự án thực tế. Thì chuẩn đầu ra của môn học thì mình sẽ có ba bốn cái chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra đầu tiên là giải thích phân biệt các cái khái niệm quy trình và giải pháp giải quyết vấn đề trong dự án, ứng dụng các cái cách tiếp cận khác nhau để đánh giá cái tính khả thi của dự án và áp dụng các công cụ quản lý dự án, và cuối cùng là thể hiện cái khả năng trình bày cũng như là thuyết trình của các bạn khi tham gia vào bài tập nhóm. Về hình thức đánh giá thì chúng ta sẽ có bài tập trên lớp là 10%, bài tập nhóm là 20%, thi thường đó là mình sẽ có thi viết và trắc nghiệm, nhưng mà các bạn là học hè nên mình sẽ có toàn bộ cái thi giữa kỳ và cuối kỳ đều là thi trắc nghiệm hết. Thi giữa kỳ thì mình sẽ có 50 phút, 30% mình sẽ thi từ chương 1 đến chương 3, thi cuối kỳ là 70 phút, chiếm 40%, và thường mình thi sẽ từ chương 4 cho đến chương 8. Mình không biết là thi giữa mình học online thì mai mốt mình sẽ thi online hay offline thì mình không có biết, nhưng mà với cái tình hình này thì chắc chắn là mình có thể là thi offline. Trong cái thi thì mình sẽ được mang một cái tờ giấy A4 viết tay hai mặt giữa kỳ và cuối kỳ. Tuy nhiên phần cuối kỳ thì mình còn có thể mang theo cái bảng tra nữa, bởi vì cuối kỳ thì mình sẽ có học về các xác suất, do đó các bạn sẽ được mang cái bảng tra để tra các cái xác suất cho cái kỳ thi cuối kỳ của mình. Về sách đó thì về sách tiếng Việt thì các bạn có thể mua cái quyển sách quản lý dự án tại quầy giáo trình. Tuy nhiên thì giáo trình của mình thì thường sẽ phụ thuộc vào cái sách tiếng Anh, đó là Project Management, là Managerial Process. Thì cái quyển sách này thì mình đã post cái ebook nó lên trên BK e-learning cho các bạn rồi ha. Về nội dung á, thì mình có tất cả là 9 chương, xin lỗi 8 chương. Thì cái kế hoạch học tập của mình là giống như đây, từ chương 1 cho đến chương 8. Và mình sẽ thi giữa kỳ, sau khi mình học cái chương 1, chương 2 và chương 3 thì mình sẽ thi giữa kỳ, và sau đó thì cái tuần cuối cùng là tuần để trình bày cái bài tập nhóm của mình là tuần 33. Như vậy các bạn có tổng cộng là 12 tuần, thì tuần này là tuần thứ nhất và tuần thứ 12 là tương ứng với tuần 33 theo lịch của trường Đại học Bách Khoa. Còn là thi cuối kỳ á, thì mình sẽ theo cái lịch của nhà trường ha. Thì bài tập nhóm là 20%, thì mỗi nhóm theo cái danh sách, thì cái danh sách mình đã post lên BK e-learning cho các bạn rồi ha. Mỗi một nhóm sẽ có 10 bạn, thì các bạn xem coi mình thuộc cái nhóm nào thì mình chủ động liên hệ với nhóm trưởng, xin lỗi, mình chủ động liên hệ với các thành viên trong nhóm, và sau đó thì mình bầu một cái nhóm trưởng để phân chia cái khối lượng công việc cho mỗi thành viên để đảm bảo rằng là mỗi thành viên đều có tham gia vào. Nếu như thành viên nào không tham gia vào thì nhóm bầu một cái nhóm trưởng và nhóm trưởng nói cho mình biết là các bạn đó không có tham gia, để mình sẽ xử lý những cái trường hợp mà không tham gia bài tập nhóm ha. Thì mỗi một nhóm thì chúng ta sẽ chọn một cái dự án bất kỳ để mà thực hiện các phần việc như sau.
Thứ nhất là các bạn giới thiệu dự án, thứ hai là trình bày các cái hoạt động của dự án tương ứng với lý thuyết của các chương học trên lớp, như là chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 và chương 7. Nêu sự khác biệt giữa thực tiễn dự án và lý thuyết được học. Ví dụ như bạn bạn có thể nêu cái lý thuyết, nêu cái thực tiễn bạn tìm hiểu nó tương ứng với chương 3. Cái này thì thôi, cái này thì vì mình chỉ có làm một cái bài tập nhóm thôi, cái này là dành cho những cái lớp mà người ta làm nhiều bài tập nhóm. Ở đây thì trình bày các cái hoạt động của dự án tương ứng với lý thuyết của, các bạn chỉ cần chọn chọn một thôi, của một trong số các chương sau. Như vậy thì mình chỉ cần chọn cái lý thuyết của một trong số các chương sau là được, mình không cần phải chọn tất cả các chương ha. Rồi thì mình chọn một trong các chương là từ chương 3 cho đến chương 7, các bạn muốn chọn chương nào cũng được. Rồi các bạn chọn cái sau khi bạn trình bày hoạt động dự án tương ứng với cái lý thuyết đó, thì các bạn hãy nêu sự khác biệt giữa thực tiễn dự án và lý thuyết đã được học ở trên cái chương đó. Rồi sau đó thì các bạn đưa ra các đề xuất của nhóm để nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án, và thông qua cái việc đó thì các bạn đề ra cái bài học mà nhóm rút ra là gì. Và mỗi nhóm sẽ chuẩn bị bài báo cáo, tức là file Word để nộp trên BKI Learning. Mình sẽ mở một cái mục trên BKI Learning để cho các bạn nộp vào. Và trình bày cái file PowerPoint trong vòng 15 phút vào tuần thứ 33 theo lịch của trường. Thì cái việc mà nộp cả cái file Word và file PowerPoint này phải được nộp trước cái buổi trình bày. Thì mình học cái buổi là vào thứ hai, thì mình không biết, nhưng các bạn, tất cả các bạn, các nhóm phải nộp cái file Word và file PowerPoint trước cái buổi trình bày. Nghĩa là bắt đầu từ 13 giờ là mình sẽ đóng các cái 13 giờ của tuần thứ 33 đó, là mình sẽ đóng cái chỗ mà nộp trên BKA Lenin. Và nhóm nào nếu mà không nộp trước 13 giờ thì coi như là không có điểm ha. Rồi các cái thành viên mà vắng mặt cũng sẽ bị điểm không. Nội quy thì mà cái này là nội quy dành cho các cái lớp chính quy, còn mình là lớp hè, do đó mình sẽ không có cộng điểm nếu tham gia đầy đủ các buổi học, mà mình chỉ áp dụng cái quy định từ cái quy định thứ hai trở đi thôi. Bạn sẽ bị cấm thi nếu bạn nghỉ 2 buổi, tối đa là được nghỉ 2 buổi. Và cái điểm danh này thì các bạn, mình sẽ không điểm danh hàng ngày mà mình sẽ điểm danh ngẫu nhiên. Và nếu như mà mình điểm danh ngẫu nhiên mà tổng số cái buổi điểm danh ngẫu nhiên đó các bạn vắng hơn 2 buổi thì các bạn sẽ bị cấm thi. Và các bạn không được trễ quá 15 phút cho mỗi buổi học. Rồi, còn bạn nào mà phát biểu trên lớp á, thì sẽ được điểm cộng ha. Khi mà mình đưa ra các câu hỏi trên lớp á, thì các bạn sẽ trả lời thì các bạn sẽ được cái điểm cộng đó. Điểm cộng này sẽ được tính vào điểm cộng của bài tập nhóm và điểm giữa kỳ. Còn điểm cuối kỳ thì các bạn sẽ không được điểm cộng. Thì đó là toàn bộ cái nội dung khái quát của cái môn học, cũng như là hình thức đánh giá. Các bạn có thắc mắc gì không? Có bạn nào không biết là mình thuộc nhóm nào không không các bạn? Các bạn nào trong lớp là không biết là mình thuộc nhóm nào không?
không thuộc nhóm, biết mình không không biết là mình thuộc nhóm nào, thì các bạn đi lên trên BKI Learning mở cái file Excel ra để biết xem cho mình thuộc nhóm nào nha. Mình học online nên giữa kỳ chắc chắn là mình sẽ thi online, còn cuối kỳ thì mình không biết, cuối kỳ là mình thi theo cái quy định của nhà trường, nếu nhà trường yêu cầu là mình thi offline thì mình phải thi offline, còn nhà trường cho mình thi online thì mình thi online, giữa kỳ thì mình không biết ha. Ủa xin lỗi, cuối kỳ thì mình không biết, còn giữa kỳ thì chắc chắn là mình sẽ thi online. Thông thường đó là giữa kỳ là mình thi theo cái lịch hồi nãy, có nghĩa là sau khi mình học và chương 1, chương 2 và chương 3 thì mình sẽ thi. Bạn nào mà muốn hỏi thì bật cái mic lên hỏi ha, đánh ở trong chat box mình không trả lời đâu nha. Học thì phải có sự tương tác, xong mà tự nhiên đánh trong chat box không vậy. Rồi mời bạn Phong. Rồi thầy ơi, cái mấy cái quiz em thấy trên BKE thì có cần phải làm không thầy? Không, mấy cái đó không có làm, mấy cái đó không có, cái đó là chung để các bạn tham khảo thôi. Ở trên cái lớp mình yêu cầu các bạn làm thì mấy bạn mới làm. Còn thi cuối kỳ á, thì mình thi cuối kỳ là theo lịch thì mình không biết khi nào mà trường cho cái lịch thi khi nào thì mình thi khi đó. Thông thường thì cũng thi vào khoảng tháng 8. Với cái lịch 12 tuần này mà mình học suốt trong hè, tức là mình sẽ phải học 3 tháng, tháng 6, tháng 7, tháng 8, và như vậy là cuối tháng 8 thì mình mới kết thúc môn học. Có thể là mình sẽ thi giữa thi cuối kỳ sau khi mình đã bắt đầu cái học kỳ mới. Có nghĩa là mình bắt đầu cái học kỳ mới rồi sau đó thì mình mới thi thi cuối kỳ của học kỳ hè. Thường thì học kỳ mới sẽ bắt đầu vào khoảng 15 cho đến 20 tây tháng 8, mà tới 20 hai mấy tây tháng 8 thì mình mới kết thúc cái môn học này. Do đó mình có thể thi cái môn này vào tháng 9, thi cuối kỳ vào tháng 9 ha. Tại vì thông thường mình thấy lịch hè thì người ta sẽ xếp cho mỗi một cái tuần học 2 buổi, nhưng mà sao năm nay cho mỗi tuần học có một buổi thôi, nên mình kéo dài cái thời gian học của mình ra. Rồi các bạn có thắc mắc gì nữa không các bạn?
Dạ không thầy ơi. Ủa thầy ơi, cho em hỏi là giờ nếu có gì bất chấp mà tôi muốn liên lạc cho thầy thì liên lạc qua mail hay là qua Zalo? Bạn đi lên trên cái BK e-learning đó, nó sẽ có cái chỗ để mà biết cái thông tin email của mình đó, các bạn gửi cái email cho mình. Có bạn nào mà không biết cái email của mình không? Ở trên đó các bạn có thể tìm được cái email của mình mà đúng không? Dạ tìm ở đâu vậy thầy? Chứ bình thường các bạn học những cái môn khác thì các bạn gửi cho thầy cô qua email tìm ở đâu? Dạ thường thầy cô buổi đầu có ghi ra hoặc là đi hỏi bạn. Rồi đây là cái địa chỉ email của mình. Bạn nào không biết thì ghi lại cái địa chỉ email này, có vấn đề gì thì liên lạc với mình qua email. Rồi nếu không có thắc mắc gì thì mình đi qua cái chương 1, tức là chương về mở đầu. Trong chương mở đầu này thì mình sẽ tìm hiểu đặc tính của một dự án là gì, giới thiệu về quản lý dự án, giới thiệu về nhà quản lý dự án là như thế nào. Rồi sau khi học cái chương này xong thì các bạn có thể nắm được là những cái đặc điểm cơ bản của một dự án, sự khác biệt giữa dự án và phòng ban chức năng, các tiêu chuẩn đánh giá cái việc quản lý được dự án và các chức năng của việc quản lý dự án, vai trò của nhà quản lý dự án là gì. Rồi bây giờ mình đi qua phần đầu tiên là các đặc tính của một dự án. Thì dự án là gì?
thì người ta nói dự án là một cái quá trình gồm các công việc, các nhiệm vụ có liên quan với nhau được thực hiện bởi một tập thể, tức là một nhóm, nhằm đạt được cái mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về mặt thời gian, nguồn lực và ngân sách. Rồi, nếu như mình không có cái sự ràng buộc về mặt thời gian, ngân sách và nguồn lực, tức là nguồn lực của mình vô hạn, thời gian vô hạn và ngân sách vô hạn, thì lúc đó mình chẳng cần phải quản lý, đúng không? Như vậy thì tôi có quá nhiều tiền rồi, tôi có quá nhiều thời gian rồi thì quản lý làm gì nữa, kiểu gì mà tôi chẳng làm được cái việc. Nhưng trong cái bối cảnh là mình phải chịu cái sự ràng buộc về mặt thời gian, về mặt ngân sách và về mặt nguồn lực. Nguồn lực ở đây có thể là nguồn nguyên vật liệu hay là nguồn nhân lực. Mình đều bị giới hạn bởi các sự ràng buộc về ba yếu tố này. Chính vì thế mình cần phải quản lý và dự án, tức là một cái quá trình gồm các cái công việc nhiệm vụ có liên quan với nhau. Rồi, và làm cái dự án này cần phải đạt được một cái mục tiêu nào đó được đề ra, thì cái đó được gọi là một dự án. Một cái những đặc điểm của một dự án đó là gì? Có một hoặc là một số mục tiêu rõ ràng. Như vậy nếu cái gì mà không có mục tiêu rõ ràng thì cái đó không được gọi là dự án. Cái thứ hai là có thời hạn nhất định, tức là dự án là phải có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc một cách rõ ràng. Hay nói cách khác, dự án là một chuỗi các hoạt động nhất thời. Thì khi mà xét đến một cái dự án thì các bạn phải xét là thời gian bắt đầu khởi công dự án là bao nhiêu, rồi kết thúc dự án là bao nhiêu. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng khi đề cập đến một dự án, bắt buộc cái dự án đó phải có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Nếu như cái việc đó kéo dài vô hạn thì đó không được gọi là dự án nữa. Rồi, về nguồn lực hạn chế thì chúng ta sẽ thấy là sử dụng nguồn lực hạn chế như là nguồn nhân lực, nguyên vật liệu hoặc là các cái nguồn lực về ngân sách. Thì khi đầu tư vào một dự án nào đó thì người ta chắc chắn sẽ có chịu cái sự ảnh hưởng bởi các ràng buộc này. Ví dụ như người ta sẽ cung cấp cho dự án này bao nhiêu người, bao nhiêu nguyên vật liệu, và cái nguồn ngân sách để đầu tư vào dự án này là bao nhiêu đô la chẳng hạn như vậy. Và cái chủ đầu tư dự án cần phải xem xét đến những cái yếu tố này. Và nếu như vượt quá những cái hoạch định như thế này thì dự án cần phải xem xét lại, người ta gọi là quá trình đội vốn hay là đội ngân sách, tức là vượt cái ngân sách mà người ta đã muốn chi cho cái dự án này thì tất cả mọi thứ cần phải xem xét lại, nếu không thì người ta sẽ không cho chấp nhận cho cái việc là triển khai dự án. Rồi, kế tiếp đó là tính độc đáo. Tính độc đáo hay là tính duy nhất, tức là mục tiêu, phương thức thực hiện của dự án. Mỗi một cái dự án sẽ có một sự khác biệt với một dự án khác. Ví dụ như các bạn sẽ thấy một cái dự án xây dựng, mặc dù là xây cái chung cư này với cái chung cư kia, có thể là nó na ná giống nhau, nhưng mỗi một cái chung cư như vậy nó có những cái đặc điểm, những điểm khác nhau. Nó có thể khác biệt về cái kết cấu, nó có thể khác biệt về cái thiết kế, nó có thể khác biệt về địa điểm. Như vậy thì tất cả mọi, mặc dù các cái dự án nó có thể là na ná giống nhau, nhưng nó luôn luôn có cái tính độc đáo và duy nhất riêng của nó. Thì nếu như một cái chuỗi những cái công việc nào mà nó có đảm bảo có những bốn cái đặc điểm này thì đó được gọi là một dự án. Rồi mình lấy một cái ví dụ như là mình vừa nói đó, là dự án xây một chung cư thì đó là một dự án, bởi vì nó có mục tiêu rõ ràng là xây cái chung cư đó để phục vụ cho cái đối tượng khách hàng nào và thời gian phục vụ là bao nhiêu năm chẳng hạn như vậy. Rồi có thời hạn nhất định, tức là thời gian xây cái chung cư này bắt đầu từ thời gian nào và kết thúc cái chung cư này là bao nhiêu, là ngày bao nhiêu để có thể giao cho khách hàng được. Nguồn lực hạn chế thì để xây cái chung cư này chắc chắn cần người ta chỉ quy định là bao nhiêu nhân công cho việc xây cái chung cư này, nguyên vật liệu là cần bao nhiêu, người ta sẽ tính toán chung cư này có bao nhiêu cái căn hộ, như vậy mỗi căn hộ cần mỗi loại nguyên vật liệu là bao nhiêu, và người ta sẽ tính toán để người ta biết được cái nguyên vật liệu dùng cho cả chung cư này là bao nhiêu. Rồi ngân sách cũng vậy, ngân sách để đầu tư vào cái chung cư này của chủ đầu tư là bao nhiêu.
tính độc đáo thì mỗi một cái chung cư nó sẽ khác biệt với những cái chung cư khác. À, nó có thể khác biệt về mặt thiết kế, tuy nhiên là nó cũng có thể khác biệt về mặt địa điểm. À, với cái địa điểm này cũng cái chung cư đó nhưng mà nó lại có giá cao hơn một cái địa điểm khác. À, ví dụ hai cái chung cư mà gần như giống nhau nhưng một cái chung cư đặt ở quận 1 thì rõ ràng giá nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với một cái chung cư đặt ở Củ Chi hay là Hóc Môn vân vân. Thì các bạn sẽ thấy rằng là mỗi một cái chung cư nó có sẽ có cái tính độc đáo riêng của nó. Và chính vì thế hợp tất cả những cái yếu tố này nên mình sẽ thấy là việc xây dựng một cái chung cư là một cái dự án. Rồi dựa vào những cái đặc điểm này, có bạn nào cho mình một cái ví dụ về một cái dự án mà các bạn biết không? Dự án đường cao tốc. Bạn phải muốn, bạn muốn kiếm được cái điểm cộng thì bạn phải phân tích ra cho mình chứ bạn nói cái dự án ví dụ như vậy thôi làm sao được điểm cộng bạn. Rồi mời bạn Hùng. Dạ thầy, là dự án như là làm bài tập lớn của môn này. Nó có những cái đặc điểm gì mà gọi nó là dự án? Dạ cũng có mục tiêu, là mục tiêu xác định là đạt đạt điểm bài tập lớn 20%. Còn có thời hạn nhất định là chỉ nộp, phải nộp trước từng nộp trước thời hạn quy định mà nãy thầy mới nói. Với sử dụng nguồn lực hạn chế là nhóm chỉ có 10 bạn. Em nghĩ là vậy. Tính độc đáo thì nó khác với mấy cái môn khác, khác với cái môn. Rồi ok, bài tập lớn của mỗi môn học cũng được xem là một dự án đúng không? Vì nó thỏa mãn bốn cái đặc điểm này. Tuy nhiên nó được xem là một dự án nhỏ. À, với quy mô nhỏ và nguồn lực sử dụng thì rất là hạn chế. Rồi để mình coi cho bạn làm chưa. À, lên trước nhiều bạn quá hả? Rồi bạn Khôi. Dạ em chào thầy. Có thầy là em sẽ giới thiệu thầy về dự án sân bay Long Thành của tỉnh Đồng Nai ạ. Thì để nói là một dự án thì nó có ba yếu tố. Thứ nhất là về thời gian. Thì cái dự án này được chia làm ba giai đoạn. Thì giai đoạn 1 từ 2021 cho tới chậm nhất là 2025. Giai đoạn 2 là sẽ chậm nhất tới 2035. Ý là các giai đoạn tiếp theo chậm nhất tới 2035. Còn về giới hạn về nguồn lực, thì nguồn lực của dự án này là bao gồm hai công ty, đó là công ty cảng hàng không miền Nam với lại công ty tư vấn sân bay Nhật Bản JEC. Tiếp theo là về kinh phí thì nó có kinh phí của chính phủ cho ba giai đoạn là khoảng 119 tỷ USD. Cái tính độc đáo của nó là gì? Dạ, tính độc đáo rồi. Dạ thưa thầy, cái tính độc đáo của nó là dự án mang tính chất của quốc gia, của một vùng phía Nam của nước ta. Thì nó sẽ mở ra cơ hội phát triển về nhiều nguồn lực cho phần miền Nam của Đồng Nai và các tỉnh trong Đông Nam Bộ. Em nghĩ là vậy. Rồi ok. Rồi mình mời một cái bạn cuối cùng ha, là bạn, rồi mời bạn Nhơn. Thứ hai là dự án được cao tốc Đồng Nai Lâm Đồng. Thứ hai là có kinh phí hơn 50. Bạn nói mình không có nghe bạn ơi, nói lớn lên chút. Dạ thầy nghe chưa ạ? Nói lớn lên xem nè. Dạ luôn. Rồi bạn nói đi. Dạ là dự án đường cao tốc Đồng Nai Lâm Đồng
với chi phí là hơn 55.000 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào năm 2021. Rồi, thay là đặc điểm gì? Thay là nó có đặc điểm là rất là nguồn lực là rất là lớn. Tính độc đáo của nó là nó sẽ lưu thông cho những phương tiện giao thông ở Đồng Nai đến Lâm Đồng, bởi vì là tuyến đường này là rất là nhỏ và thường xuyên bị kẹt xe. Hồi nãy giờ bạn có trình bày nó theo bốn cái đặc điểm trên cái slide của mình không? Bạn trình bày tới cái đặc điểm nào rồi? Hay là mục tiêu đó là xây dựng đường cao tốc Đồng Nai Lâm Đồng, hay là có thời hạn nhất định là từ 2016 đến 2021 là sẽ được thông xe. Thì nguồn lực ở đây là lớn, bởi vì là xây dựng một tuyến đường rất là dài, gần 200 km. Tính độc đáo ở đây là nó sẽ giải quyết rất là lớn phương tiện giao thông đi lại ở tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, bởi vì tuyến đường này thường xuyên là bị kẹt xe và có lượng lưu thông hàng hóa rất là lớn. Rồi, ok, đó là một số cái ví dụ mà các bạn đưa ra về cái một dự án ha. Và lưu ý một cái dự án phải có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ha. Rồi, các giai đoạn của một dự án thì khi mà nói về một cái dự án thì chúng ta sẽ có các giai đoạn, đó là giai đoạn khởi đầu. Tức là giai đoạn, trong giai đoạn khởi đầu này thì các bạn phải nêu lên được cái khái niệm của dự án, tức là bạn hình thành nên cái ý tưởng của dự án là gì ha. Ví dụ như một cái dự án phát triển một cái sản phẩm mới đi, ví dụ như mai mốt bạn đi ra trường, bạn học ngành thực phẩm, bạn muốn phát triển một cái loại thực phẩm nào mới đó, thì cái giai đoạn đầu tiên bạn phải hình thành nên cái khái niệm của cái sản phẩm mà bạn muốn phát triển nó là gì. Thì cái giai đoạn này tức là giai đoạn mình sẽ hình thành nên cái khái niệm, cái conception ban đầu về cái sản phẩm hoặc là cái dự án mà mình muốn phát triển. Cái thứ hai là mình sẽ định nghĩa dự án. Định nghĩa dự án tức là mình sẽ định nghĩa cái quy mô của dự án. Quy mô hoạt động của dự án là nó sẽ làm thực hiện từ thời gian nào, trong phạm vi thời gian như thế nào, làm ở cái phạm vi về mặt không gian, tức là địa điểm nào được thực hiện, vân vân. Tức là mình sẽ định nghĩa các cái giới hạn về mặt thời gian, về mặt không gian, về mặt phạm vi của dự án là như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ đi đến cái việc là thiết kế. Thiết kế ví dụ như mình xây dựng một cái đó, dự án xây dựng thì đó chính là các thiết kế về kết cấu xây dựng. Còn nếu như mà mình phát triển một cái sản phẩm mới thì mình sẽ có cái vấn đề về thiết kế sản phẩm. Rồi mà công nghệ thông tin cũng vậy, mình sẽ thiết kế cái hệ dự án công nghệ thông tin thì mình sẽ thiết kế cái hệ thống công nghệ thông tin nó như thế nào. Rồi sau cái phần thiết kế thì mình sẽ đi qua cái phần thẩm định. Thẩm định tức là mình thẩm định sơ bộ xem các thiết kế này có khả thi hay không. Ví dụ như nếu như mình có nhiều cái thiết kế thì mình sẽ đi qua cái khâu thẩm định để mình xem coi, mình thẩm định cùng lúc nhiều cái thiết kế xem các thiết kế nào nó khả thi, các thiết kế nào có thể là không khả thi. Và sau đó là mình, nếu mình có nhiều lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn cái thiết kế nào phù hợp nhất để mình phát triển. Và sau khi mình lựa chọn cái mà mình đã thấy nó phù hợp nhất rồi thì mình sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn đầu tiên, người ta gọi là giai đoạn triển khai. Thì đó chính là cái giai đoạn khởi đầu của một dự án. Và sau đây thì đó là giai đoạn triển khai. Với giai đoạn triển khai thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ thực hiện các công việc, đó là hoạch định. Hoạch định triển khai như thế nào? Ví dụ như tôi sẽ hoạch định các việc là sẽ thực hiện từ khoảng thời gian nào tới khoảng thời gian nào. Để thực hiện cái việc đó thì tôi sẽ cần những cái nguồn lực nào, ví dụ cần bao nhiêu người, cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu nguyên vật liệu chẳng hạn. Rồi thì khi mà thực hiện như vậy á thì ai sẽ là cái người quản lý, ai sẽ là người nhận những cái công việc như thế nào.
thì những cái vấn đề đó thì mình sẽ đưa vào cái vấn đề hoạch định. Rồi sau đó thì mình sẽ đưa qua một cái bước tiếp theo, đó là lập tiến độ. Lập tiến độ có nghĩa là từ cái hoạch định của mình đó, mình thực hiện từ tháng này tới tháng này, tức là cái dự án của mình thực hiện trong vòng 3 tháng. Trên hoạch định của mình là mình thực hiện cái này trong vòng 3 tháng. Thì trong cái mức lập tiến độ thì em phải cụ thể hóa cái 3 tháng đó em sẽ làm, mỗi một tuần em sẽ làm những công việc gì, và mỗi một tuần ứng với mỗi một tuần thì em chia nhỏ xuống là mỗi một ngày thì mình sẽ làm những công việc gì. Thì cái việc mà lập cái kế hoạch về thời gian một cách chi tiết thì người ta gọi là lập tiến độ của dự án. Và sau khi lập tiến độ của dự án thì mình sẽ tổ chức công việc. Tổ chức công việc tức là mình bố trí ai làm việc gì dựa theo những cái hoạch định và lập tiến độ ở trên. Thì mình bây giờ bắt đầu mình triển khai, tức là mình bố trí cái bạn này, công nhân A thì làm tại khu vực nào, công nhân B làm khu vực nào, giám sát A làm khu vực nào, giám sát B làm khu vực nào. Thì cái những cái việc như vậy người ta gọi là tổ chức công việc. Và sau khi tổ chức cái công việc thì mình sẽ tiến hành giám sát, tức là vừa tổ chức cái công việc này, triển khai, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng thực hiện cái công tác là giám sát coi những cái người nó làm này, những người làm này có làm đúng với cái tiến độ mà mình đã hoạch định hay không, đúng với cái nguồn ngân sách mà mình đã hoạch định hay không, nó có vượt quá thời gian và vượt quá cái ngân sách mình cho phép trong một khoảng thời gian nào hay không. Ví dụ như mình lập cái dự án này là trong vòng 3 tháng với tổng cái ngân sách là 1 tỷ mà mới có 2 tháng thôi, thì bạn cộng tất cả chi phí lại nó đã bao gồm 900 triệu rồi. Như vậy thì cái khoảng thời gian 1 tháng còn lại á, mình có tiêu xài 100 triệu còn lại có đủ hay không? Nếu như 100 triệu còn lại xài không đủ thì chắc chắn bây giờ là mình đã vượt quá tiến độ. Mình phải kiểm soát lại và mình phải phân tích cái giá trị làm được với những cái giá trị chưa làm được để mình quyết định xem cái phần mà mình đã sử dụng đó, nó có vượt cái tiến độ, vượt cái ngân sách hay không. Thì đó chính là giai đoạn triển khai. Giai đoạn sau cái giai đoạn triển khai thì mình sẽ đi qua tới giai đoạn kết thúc. Giai đoạn kết thúc tức là mọi thứ đã xong xuôi, mình sẽ thực hiện chuyển giao cho cái khách hàng hoặc là chuyển giao cho những cái đối tượng sử dụng. Sau khi chuyển giao thì mình sẽ có cái bước là đánh giá. Mình đánh giá cái việc mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm của mình như vậy có ổn hay không, có vấn đề gì hay không. Thì đó là toàn bộ cái quy trình của một cái dự án. Rồi, như vậy thì trong cái sơ đồ này thì người ta thể hiện cho các bạn là về mặt thời gian, tức là khởi đầu, triển khai và kết thúc, và phần trăm dự án hoàn thành, tức là cái mức độ hoàn thành. Và người ta cho biết các bạn là cái tốc độ để diễn ra của cái dự án ở giai đoạn khởi đầu, tức là giai đoạn mà mình rất là chưa xác định rõ được vấn đề, mình cần phải xác định các vấn đề nào, mình cần phải xác định phạm vi của dự án, mình cần phải lên các cái thiết kế, mình cần phải thẩm định các thiết kế và lựa chọn các thiết kế. Thì trong cái giai đoạn này thì mình sẽ thấy là nó triển khai rất là chậm. Tuy nhiên đến giai đoạn triển khai tức là mình làm mọi thứ nó đi vào trong cái công việc của nó. Tức là thiết kế một cái sản phẩm thì bây giờ qua tới cái phần triển khai, tức là mình đưa vào sản xuất thử cái sản phẩm đó như thế nào. Còn nếu mà cái dự án về xây dựng á, thì giai đoạn triển khai tức là giai đoạn thi công. Giai đoạn thi công mình bắt đầu mình thi công những cái hạng mục của cái công trình xây dựng. Thì trong giai đoạn này thì cái tốc độ diễn ra của nó nhanh. Rồi đến cái giai đoạn kết thúc á, thì cái việc mà diễn tốc độ của nó diễn ra rất là chậm. Tại vì trong cái việc này thì mình cần phải thẩm định sau dự án, là mình cần phải đánh giá lại dự án mà mình bàn giao cho khách hàng chẳng hạn như vậy. Thì theo các bạn tại sao cái thời gian là khởi đầu, triển khai và kết thúc thì nó diễn ra theo cái tiến độ là chậm, nhanh và chậm? Các bạn có đồng ý với cái này hay không? Hay là các bạn đề xuất là trong giai đoạn khởi đầu mình phải tiến triển nó rất là nhanh, trong giai đoạn triển khai mình tiến triển chậm và trong giai đoạn kết thúc thì chậm hơn, hay là sao? Các bạn nghĩ là cái sơ đồ này nó có thể hiện đúng hay không, và theo các bạn vì sao nó nên là như vậy, tức là nó nên là chậm, nhanh, chậm?
Rồi, mời bạn Phong. Dạ anh thầy, thì em thấy cái tiến độ như cái sơ đồ thế này là chính xác á thầy. Tại vì trong cái giai đoạn khởi đầu á, chúng ta chậm là bởi vì chúng ta phải lập mục tiêu kế hoạch rõ ràng và cũng như là tính tới cái chi phí cũng như là các rủi ro. Và khi mà chúng ta triển khai á, thì chúng ta triển khai thì chúng ta cũng có thể kết hợp vừa làm và vừa kiểm tra sơ lược. Nhưng mà khi kết thúc á, thì để đưa một cái hiệu suất mà cao cho khách hàng thì chúng ta phải kiểm tra cái dự án của mình thật là kỹ lưỡng. Nên cái việc kết thúc và cái việc khởi đầu nó bắt buộc phải là chậm. Rồi như vậy trong cái giai đoạn mà khởi đầu á, đó là cái giai đoạn mà các bạn tìm ý tưởng và các bạn đánh giá khả thi của các ý tưởng cũng như các mẫu thiết kế của các bạn. Đây là một giai đoạn mà mọi thứ chưa thực sự diễn ra trên thực tế. Nó chỉ diễn ra trong các cuộc họp và diễn ra trên cái giấy tờ cũng như diễn ra trên các mẫu thử. Chính vì thế các bạn phải hết sức cẩn thận và đánh giá nó một hết sức nghiêm túc và có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chắc chắn rằng nếu bạn quyết định chọn cái sản phẩm đó để phát triển hoặc chọn cái dự án đó để thi công thì bạn chắc chắn phải có được cái lợi nhuận. Chính vì thế trong giai đoạn này phải hết sức cẩn trọng và cái tiến độ diễn ra của nó thì rất là chậm. Nếu bạn mà vội vàng trong cái bước này thì chắc chắn bạn phải trả giá, bởi vì nếu như bạn không có đánh giá mọi thứ một cách cẩn thận, bạn không có đánh giá cái tính khả thi của cái dự án mà bạn sắp làm mà bạn vội vàng đưa nó vào trong cái quá trình triển khai, thì như vậy thì bạn sẽ gặp sai lầm. Bởi vì khi bạn đầu tư vào trong cái dự án rồi thì chắc chắn bạn không có rút tiền ra ngay được. Hoặc là bạn làm giữa cái dự án, bạn nói dự án này không khả thi, xây cái chung cư này không có ai mua, thôi dừng lại đi. Như vậy trong cái quá trình mà bạn ra quyết định dừng lại trong cái giai đoạn triển khai như vậy, mọi thứ đã quá muộn. Chính vì thế trong cái giai đoạn khởi đầu là một cái giai đoạn rất là quan trọng và bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo và các quá trình cần phải làm việc một cách rất là cẩn trọng. Chính vì thế đó thường diễn ra rất là chậm. Tuy nhiên sau khi bạn đã xác định mọi vấn đề là ổn hết và bạn đã quyết tâm đầu tư vào dự án này rồi thì bạn đưa nó qua giai đoạn triển khai, thì trong giai đoạn triển khai chỉ là thực hiện cái ý tưởng đó trên thực tế mà thôi. Chính vì thế trong giai đoạn này để rút ngắn được cái tiến độ của dự án thì các bạn phải triển khai nó một cách nhanh chóng. Và sau đó đến cái giai đoạn kết thúc. Giai đoạn kết thúc thì bạn còn phải chờ vào các việc thẩm định từ các đối tác bên ngoài nữa. Người ta đến, người ta kiểm tra, người ta thẩm định và chuyển giao cho khách hàng thì đòi hỏi các thủ tục về mặt giấy tờ. Chính vì thế nó không phải là chỉ có bộ phận chỉ riêng về cái phía của các bạn thôi, mà nó còn về phía của khách hàng và các đối tác thẩm định bên ngoài nữa. Và nó liên quan đến nhiều cái thủ tục về chuyển giao. Chính vì thế thời gian thực hiện cho cái giai đoạn kết thúc này thường là kéo dài và tốc độ của nó là chậm. Rồi thôi các bạn nghỉ giải lao 10 phút đi ha. Mình sẽ quay lại vào lúc 2:10.
Rồi mình đi đến cái phần tiếp theo các bạn. Ở đây thì mình cần phải phân biệt giữa cái chương trình dự án và nhiệm vụ. Rồi, ở đây thí dụ như mình có một cái chương trình thì nó bao gồm, mình có một cái hệ thống thì nó bao gồm nhiều cái chương trình. Mỗi chương trình thì nó là một cái dự án, và trong mỗi chương trình thì nó gồm nhiều dự án, và mỗi dự án như vậy nó sẽ gồm nhiều những cái nhiệm vụ. Ví dụ như mình có một cái hệ thống, ví dụ như mình có hệ thống ở đây tức là một cái hệ thống gọi là phát triển cái nông nghiệp ở Việt Nam, tức là hệ thống gồm có một cái hệ thống lớn ha. Hệ thống này được hiểu là ngành nông nghiệp của Việt Nam, và trong cái chương trình mà nông nghiệp của trong cái hệ thống đó thì mình sẽ có nhiều những cái chương trình, ví dụ như chương trình xây dựng cái mạng lưới điện cho nông thôn, hay chương trình cấp nước sạch cho nông thôn. Thì ứng với những cái chương trình như vậy á, thì mình sẽ có những cái dự án nhỏ hơn. Ví dụ như chương trình lưới điện cho nông thôn thì mình sẽ có những cái dự án nào, ví dụ như dự án lưới điện cao thế, hay là dự án cái lưới phát triển cái lưới điện hạ thế, hoặc là những cái dự án như là dự án về năng lượng mặt trời, hoặc là dự án về năng lượng thủy điện vân vân. Thì mình sẽ có những cái dự án bên trong, và mỗi một cái dự án như vậy thì mình sẽ có những cái nhiệm vụ nhỏ hơn. Ví dụ để thực hiện một cái dự án về năng lượng mặt trời thì cần phải có những cái nhiệm vụ nào để xây dựng nên cái mạng lưới năng lượng mặt trời đó. Thì như vậy thì đây chính là một cái hình thể hiện mối quan hệ giữa cái hệ thống, chương trình, dự án và nhiệm vụ ha. Rồi, mình so sánh giữa cái sự khác biệt giữa một cái dự án và phòng ban chức năng. Một cái dự án là gì? Một cái dự án hồi nãy mình nói nó có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc khác nhau. Tất nhiên là nó phải khác nhau rồi, nhưng mà thời gian phải có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Nhưng mà các phòng ban chức năng thì các bạn sẽ thấy là nó tồn tại lâu dài. Thí dụ như tại một cái công ty, thí dụ nó có những cái phòng ban chức năng như là phòng tài chính, phòng marketing, phòng nhân sự, phòng sản xuất. Thì nó có nhiều cái phòng ban như vậy. Thì nếu mà một công ty như vậy, các phòng ban đó nó cứ tồn tại từ ngày này qua ngày khác. Và cái thời gian tồn tại của nó rất là lâu dài, nó không có cái thời gian kết thúc nếu như công ty không có phá sản. Và như vậy thì đó là cái điểm khác biệt đầu tiên giữa một dự án. Ví dụ như trong một công ty nó có một cái dự án là phát triển một cái sản phẩm mới, và cái công ty này được thực hiện bởi nhiều cái phòng ban chức năng. Ví dụ như để phát triển sản phẩm mới này, nó yêu cầu phải có phòng marketing để mà nghiên cứu cái nhu cầu của thị trường. Rồi nó cần phải có bộ phận sản xuất để mà sản xuất thử nghiệm coi cái sản phẩm này có khả thi hay không. Nó cần phải đến cái bộ phận tài chính kế toán để xem coi có đủ tiền để phát triển sản phẩm mới hay không. Nhưng mà cái dự án này, dự án phát triển một cái sản phẩm mới này, nó có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Sau khi mà nó kết thúc cái việc phát triển cái sản phẩm mới đó rồi thì nó giao cho cái bộ phận sản xuất để sản xuất hàng loạt, thì lúc đó nó qua cái giai đoạn khác rồi, không còn tính vào cái giai đoạn dự án nữa. Còn riêng đối với các bộ phận chức năng thì các bạn sẽ thấy bộ phận chức năng như bộ phận sản xuất đi, nó cứ tồn tại từ ngày này qua ngày khác, mắc cái gì mà nó phải kết thúc, đúng không? Như vậy đó là sự khác biệt giữa một cái dự án và một cái phòng ban chức năng. Thời hạn thì nhất định rồi, còn bên bộ phận chức năng thì không có đặc điểm cụ thể liên quan đến ngày lịch. Có thể kết thúc đột ngột. Nếu mà một cái dự án này mà ví dụ ta nói là nó triển khai mà nó không thành công, kết thúc càng sớm thì càng bớt lỗ, thì người ta có thể kết thúc nó một cách đột ngột. Tuy nhiên phòng ban chức năng thì tồn tại một cách liên tục. Dự án thì cái công việc nó không lặp lại. Công việc không lặp lại tức là mỗi một dự án nó có một sự khác biệt. Phát triển một cái sản phẩm A với phát triển một sản phẩm B là hai cái công việc khác nhau. Chính vì thế nó không có cái sự lặp lại. Tuy nhiên đối với các phòng ban chức năng thì công việc đã biết và lặp đi lặp lại. Ví dụ như bạn làm sản xuất thì mỗi ngày bạn vào trong cái chuyền đó, bạn đứng ở vị trí đó, thì bạn cứ thực hiện cái công tác đó lặp đi lặp lại ngày này qua ngày kia.
Còn dự án thì ràng buộc về thời gian và nguồn lực. Thì chắc chắn là mình đã nói rồi, thời gian thì phải có hạn và nguồn lực phải có hạn. Còn phòng ban chức năng là ngân sách trần hàng năm, tức là thông thường là người ta sẽ trả cho mỗi một cái lương nhân viên là bao nhiêu. Dù bạn làm ở vị trí đó bộ bộ phận marketing thì bạn được bao nhiêu tiền, bạn làm vị trí đó ở bộ phận tài chính thì bạn được bao nhiêu tiền, bạn làm vị trí đó ở bộ phận sản xuất thì bạn được bao nhiêu tiền. Như vậy là ngân sách đã được ấn định ha. Rồi khó dự báo về mặt thời gian và chi phí. Tuy nhiên bên phòng ban chức năng thì tương đối là đơn giản. Tương đối là đơn giản bởi vì bạn có bao nhiêu người, bạn trả cho họ bao nhiêu tiền thì bạn dễ dàng tính được cái chi phí bạn bỏ ra. Còn cái dự án thì nó có nhiều thứ phát sinh. Ví dụ như bạn không có biết được là bao nhiêu tiền đó có đủ hay không, mà trong quá trình thực hiện nó có thể đổi cái chi phí lên. Nó có nhiều cái việc phát sinh hơn nên khó dự báo hơn. Đối với một dự án thì cần nhiều kỹ năng, nguyên tắc và thay đổi theo giai đoạn. Như vậy thì thí dụ như một dự án xây dựng thì cần nhiều cái kỹ năng về quản lý xây dựng, về kỹ năng về thi công. Các nguyên tắc về xây dựng cũng cần phải được tuân thủ và thay đổi từ cái giai đoạn này sang giai đoạn khác. Thí dụ như giai đoạn triển khai thì nó có những cái công đoạn nào trong giai đoạn triển khai, nó cần phải được cái sự thay đổi từ giai đoạn này qua giai đoạn kia. Còn các phòng ban chức năng thì chỉ cần một vài kỹ năng và các nguyên tắc cố định. Ví dụ như làm cho bộ phận kế toán thì cần có cái kỹ năng về việc là sổ sách kế toán. Và nguyên tắc thì nguyên tắc cũng đã biết trước rồi. Bạn làm kế toán thì bạn phải tuân thủ những nguyên tắc nào. Đối với một dự án thì tỷ lệ và chi phí thay đổi liên tục. Hồi nãy mình đã nói rồi, cái chi phí nó có thể thay đổi liên tục bởi vì đây là một dự án có tính độc đáo. Nó khác biệt hoàn toàn với các dự án khác nên mình không thể quy chụp cho dự án này chi phí phải giống với cái dự án kia được. Còn về dự án thì bản chất của nó là năng động. Năng động bởi vì sao? Bởi vì nó là sự khác biệt. Nó khác biệt với các cái dự án khác, nó mang tính độc đáo. Chính vì thế nó có những cái đặc tính riêng và nó đáp ứng với những nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Ví dụ như bạn phát triển sản phẩm A theo yêu cầu của khách hàng thì bạn phải năng động để bạn biết được cái nhu cầu đó là gì và bạn cần phải phát triển cái sản phẩm để đáp ứng được cái xu hướng mới của khách hàng. Còn các phòng ban chức năng thì bản chất của nó là ổn định ha. Như vậy đó là cái sự khác biệt giữa một cái dự án và các phòng ban chức năng. Rồi, hoạt động thường xuyên và hoạt động dự án thì cái này dựa trên những cái gì mà mình đã đề cập, các bạn đọc thêm để cho biết ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về các loại dự án. Ví dụ như mình có những cái loại dự án nào. Thứ nhất là dự án hợp đồng, là khách hàng cụ thể hay chính phủ, lĩnh vực sản xuất sản phẩm và dịch vụ. Thì mình có những cái hợp đồng mà thí dụ như tôi thuê bạn làm một cái hợp đồng nào đó. Thí dụ như hợp đồng đề xuất ra cái chiến lược phát triển của tỉnh Lâm Đồng hoặc là tỉnh Long An nào đó, thì cái đó được gọi là các dự án hợp đồng. Ví dụ như bạn là các nhà nghiên cứu tại các trường đại học, tôi là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, tôi sẽ đặt hàng cho bạn, tức là tôi sẽ ký hợp đồng với bạn để bạn thực hiện một cái dự án, đó là hãy đề xuất cho tôi những cái sản phẩm nào cần phát triển để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Long An chẳng hạn. Như vậy thì cái dự án như vậy người ta gọi là dự án hợp đồng. Rồi dự án nghiên cứu và phát triển là để phát triển một sản phẩm mới, đổi sửa, đổi lớn của sản phẩm hiện có, hay còn gọi là R&D. Các công ty lớn hiện nay thì người ta đều có cái phòng R&D. Ví dụ như những cái công ty lớn như Nike, Adidas hoặc là Apple hoặc là Samsung, những công ty đó họ sống được là nhờ vào có các cái dự án nghiên cứu và phát triển.
Tại vì họ luôn luôn phải nắm bắt những cái xu hướng mới của khách hàng. Chính vì thế họ cần phải nghiên cứu và phát triển ra các cái sản phẩm đáp ứng những xu hướng mới và luôn luôn dẫn đầu những cái xu hướng. Nhiều khi họ chủ động tạo ra những cái công nghệ mới mà không phải xuất phát từ nhu cầu của khách hàng luôn, có nghĩa là họ dẫn đầu về công nghệ luôn. Như vậy thì nhìn đó là cái thành quả của cái việc nghiên cứu và phát triển. Rồi, dự án xây dựng. Rồi, cái này quá quen thuộc với mình rồi ha. Mình có thể xây dựng nhà ở nè, có thể xây dựng chung cư nè, có thể xây dựng các công trình về đường xá nè, có thể xây dựng các công trình về thủy điện, thủy lợi và cấp thoát nước chẳng hạn, thì đó là chính là các cái dự án về xây dựng. Dự án hệ thống thông tin thì ngày nay cũng như là trên đà phát triển về các cái yếu tố về mặt thông minh, ví dụ như thành phố thông minh, bệnh viện thông minh, trường học thông minh, vân vân, thì cái vai trò chủ đạo của công nghệ thông tin là hết sức quan trọng. Chính vì thế những cái bạn mà học về công nghệ thông tin, nếu mà tốt nghiệp thì sau này mình có thể làm việc tại các cái doanh nghiệp phát triển các cái hệ thống công nghệ thông tin, hoặc là viết các code cho các cái phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, và sử dụng hoặc đưa ra những ràng buộc về hệ thống thông tin chung, hoặc là những thiết bị xử lý thông tin, nhân sự và những cái tài nguyên khác. Thì đó chính là các dự án về công nghệ thông tin. Dự án đào tạo và quản lý. Thì về dự án đào tạo và quản lý thì chúng ta sẽ có là giảm cái chi phí chính, tái cấu trúc tổ chức, hợp nhất, thu nhận hoặc loại bỏ việc mở rộng thị trường chính, hoặc là dự án đào tạo. Dự án đào tạo và quản lý này thường được thực hiện bởi cái phòng nhân sự trong các công ty. Ví dụ như mai mốt các bạn ra trường, các bạn đi làm đó, các bạn sẽ được một cái khóa huấn luyện cho nhân viên mới. Rồi sau đó khi bạn là nhân viên chính thức rồi thì các bạn có thể tham gia vào các cái dự án đào tạo của công ty. Ví dụ như công ty có một cái chương trình đào tạo gì đó muốn phát triển cái kỹ năng cũng như là kiến thức cho nhân viên, thì người ta có thể thành lập nên các cái dự án đào tạo và quản lý này. Dự án bảo trì hay là dự án bảo dưỡng lớn cũng vậy. Các bạn là học bên ngành cơ khí thì mai mốt các bạn có thể làm việc như là một cái kỹ sư bảo trì bảo dưỡng hoặc là kỹ sư cơ khí, thì các bạn sẽ thấy được rằng là trong những công ty lớn, người ta rất là chú trọng đến công tác bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo rằng là cái việc sản xuất của người ta là linh hoạt và sản xuất của người ta là liên tục. Chính vì thế các dự án bảo trì bảo dưỡng lớn trong các cái công ty cũng là một trong những cái dự án quan trọng. Dự án viện trợ và phát triển hay là phúc lợi công cộng, ví dụ như dự án tưới tiêu vân vân. Rồi, tới đây thì có bạn nào đã từng tham gia vào một cái dự án nào không? Bạn có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm mà bạn đã từng tham gia vào một cái dự án nào trong số các dự án này? Rồi, nghĩa là mình chưa tham gia. À, có bạn Ngọc Hòa. Rồi, mời Hòa. À, dạ, thưa thầy, thì em dạ, năm cấp 3 em có tham gia cái ghi về sáng tạo khoa học kỹ thuật đấy. Thì em nghĩ nó là cũng là một dự án về nghiên cứu và phát triển, đúng không ạ? À, nhiệm vụ của bạn tham gia vào dự án đó là bạn làm gì? Dạ, em là cái đề tài mà em làm năm lớp 11 đó là phát triển cánh tay máy để hỗ trợ cho người khuyết tật. Thì em là bên lúc đó là em làm bên phần gọi là hệ thống nhúng này, tức là sẽ lập trình các cử động cho các cánh tay. Còn một anh khác sẽ làm bên phần lắp ráp và
kết Ừ. nối các Hồi lớp 11 mà bạn đã làm những cái đó rồi hả? Làm sao bạn có kiến thức để bạn làm những cái việc đó? dạ, bởi vì em có thầy hướng dẫn đó thầy, là kiểu thầy cũng đạt ý tưởng là từ thầy, rồi xong thầy không thời gian nhiều nên thầy muốn kêu gọi mấy bạn sinh viên đó, mấy bạn học sinh đó, thì em được tham gia vô được cái dự án đó. Rồi kết quả của dự án đó là như thế nào? Dạ, kết quả là sao rồi? Là giải thưởng hay là gì rồi? Không cần phải giải thưởng, cái nó có kết Kết quả như thế quả. nào, Dạ. phục vụ được cho đối tượng nào và nó mang lại những cái lợi ích gì? Dạ thì nó cũng không thực sự là kiểu hoàn thiện lắm, nhưng mà nó thế là em có thử trên một vài người khuyết tật gần đó thì cũng có thể thực hiện được vài thao tác như là cầm nắm hoặc là vẫy tay ấy này. Ok, rồi cảm ơn bạn. Rồi, ở đây mình có bạn nào đã tham gia vào một cái dự án phúc lợi cộng đồng nào không? Các cái hoạt động xã hội, các dự án về xã hội, tham gia vào các cái dự án về về công cộng hoặc là các cái dự án về hỗ trợ cộng đồng. Là có tính luôn từ thiện không Từ thiện thì bạn xem coi cái từ thiện của bạn có phải là một dự án hay không, nó đã làm được những cái việc gì. Từ thiện cũng là một cái hoạt động, gọi là một cái, thí dụ như một cái từ thiện là vừa một cái dự án như là xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cũng là một cái dự án ha. Đa số các hoạt các cái dự án về phúc lợi xã hội đều là các dự án từ thiện. Từ thiện này có thể lấy ngân sách từ chính phủ hoặc là từ thiện này có thể lấy ngân sách từ kêu gọi các vị mạnh thường quân. Rồi, thời gian còn lại thì mình vì đây là buổi đầu tiên nên mình sẽ không có cho các bạn học nhiều. Thời gian còn lại thì các bạn thành viên trên bạn nào chưa có liên hệ với các bạn còn lại thì chủ động liên hệ thông qua chatbot hoặc là gì đó. Hoặc là bạn nào tự các nhóm bạn nào tự đứng ra làm nhóm trưởng và kêu gọi các thành viên của mình tham gia vào ha. Và mình chủ động phân công việc cho cái việc nhóm của làm việc nhóm của mình.
Ở trên PKI Learning đó bạn, trong cái file Excel mình có ghi là danh sách nhóm đó, em lên trên đó em coi thử coi em thuộc nhóm nào. Trên đó có email của tất cả các bạn đó, nếu mà mình chưa có kịp thì mình chủ động mình liên hệ. Rồi thôi, như vậy mình kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Em chào thầy. Rồi, chào các em chào thầy ạ.